nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trên vòm trời đây, rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai, từng ngày không có ai, đời đời dù anh ngủ vùi, mùa mùa nơi trong nghĩa trang này có loài chim thôi. Anh nằm xuống cho hận thù và lãng quên một ngày buồn, đất ôm anh đưa vào cội nguồn, rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh như cánh chim bò rừng, như trái tim bò tình nơi đây một lần. Xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay, em xin trân trọng giới thiệu tới các bác một chiếc âm ly đa kênh thuộc phân khúc cao cấp của hãng Onkyo.
Chiếc này có tên mã là TXSA706X. Model này thì năm ngoái em đã từng bán một chiếc. Chiếc đó là thuộc hàng mạng, còn chiếc này là nó mới về ngày hôm nay và nó là một chiếc hàng bãi. Cái giá của một cái chiếc âm ly hàng bãi và một chiếc âm ly hàng mạng nó lệch nhau tương đối nhiều đấy ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái chiếc hàng mạng thì bao giờ cái chất lượng từ vỏ nắp rồi đến mặt mũi ruột ga nó đồng đều. Còn hàng bãi thì nó sẽ xuất hiện trầy xước nhiều. Em bán chiếc này với giá 4 triệu 600 ngàn đồng. Kèm theo một cái remote học của Trung Cộng. Nó cũng loát đinh được vào khoảng trên 90%. Cũng không thua remote zin là mấy đâu. Từ 1 cho đến 9 là chuyển đổi các chế độ ngõ vào. Chúng ta có thể truy cập vào menu setup để cài đặt các tham số và áp đặt một vài cái hiệu ứng music, volume tắt mở nguồn, mute tắt tiếng, rồi thì hẹn giờ tắt thiết bị, chỉnh bass, chỉnh jack. Nói chung có nó là tuyệt vời, không có nó mới gọi là khổ. Trước khi đi soi ruột gan của cái chiếc này thì em xin mời các bác chúng ta ngó qua một chút về thông số. Là một cái chiếc thuộc phân khúc cao cấp thì chắc chắn nó phải có mặt phay nhôm rồi. Chiếc này phay nhôm, sơn sơn màu đen và núm volume cũng là nhôm. Ở bên trên cái núm volume có một cái đèn màu xanh chiếu hắt xuống, tạo cho cái âm ly có một cái vẻ ngoài, nhất là ban đêm nhìn nó quyến rũ và mê hoặc. Model 706X này là một cái chiếc kế thừa những cái model tiền nhiệm của nó, đó là TXSA 805 và 806X. Bây giờ anh em ta bắt đầu đọc đến cái thông số. Onkyo TXSA 706X, model này được sản xuất vào năm 2008 và là âm ly 7.1. Nó có cái giá khởi điểm trước thuế là 189.000 yên. Nó tương đương với khoảng 40 triệu Việt Nam đồng tỷ giá hiện tại. Điểm đáng nói đầu tiên ở chiếc này là khả năng giải mã DAC 24 bit ở 192 kHz, đồng thời là xuất reao bông sen ra đầy đủ các kênh. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó thay thế một chiếc đầu giải mã DAC. Chất lượng tiếng xuất ra ở đường bông sen của chiếc này thì nó ngang ngửa, thậm chí là hơn đứt những cái đầu được gọi là giải mã đang bán trên thị trường trong tầm giá từ 10 triệu trở lên. Điểm đáng nói tiếp theo là nó có những đường HDMI in và out ở chuẩn 1.3A 1080p hỗ trợ hình ảnh 3D. Phần công suất sử dụng tổng cộng 14 con sò than Toshiba loại 1 vít cho 7 kênh âm thanh. Cứ một kênh là do hai con sò đảm nhiệm. Dòng sò này khi lắp ở trong cái âm ly 706 thì nó cho ra công suất Norman tầm 145W. Max có thể lên đến 200W cho mỗi kênh ở trở kháng 6 ohm. Suy ra là nó chiến tuốt tất cả các thể loại loa bass tầm 25 cm, kể cả là bass 25 karaoke côn to từ kép. Còn nếu như là loa cổ của Nhật, của Mỹ hoặc của Âu thì nó thừa sức đánh đến bass 30. Dài tần thể hiện từ 5 Hz đến 100.000 Hz, siêu rộng. Chiếc này thì có chỉnh bass check cho hai kênh chính phông, đồng thời có mạch EQ 7 dài âm cho từng cụm kênh riêng biệt. Chúng ta có mạch EQ cho cặp loa chính phông.
có mạch EQ7 giải âm cho cặp loa phụ surround và có mạch EQ7 giải âm cho hai cái loa surround back và Kencher cũng vậy. Đây là một cái điểm cộng tuyệt vời. Như vậy là chúng ta mua một cái âm ly và kiêm luôn cả equalizer đấy ạ. À. Là Onkyo thì nó có khả năng tương thích với loa từ 4 ohm đến 16 ohm, rất hợp với loa của Âu, của Mỹ, đặc biệt là những cái dòng loa cây, loa cột, ví dụ như là JAMO đàn mạch hoặc những cái dòng loa của Bose, ví dụ như là Bose 301 Series 3 chẳng hạn. Cho vào đây, kẹp vào đây đánh căng đét. Về kích thước nó rộng 43,5, cao 19,4 và sâu 43,1 cm, nặng 17,7 kg. Như vậy là nó thiếu có 3 lạng nữa là thò một chân vào cái phân khúc khủng long. Với cái chiếc này thì các bác có thể coi nó là một con khủng long được rồi. Công suất tiêu thụ nguồn là 600W, điện áp sử dụng 100V, made in Malaysia. Chiếc này có hai quạt tản nhiệt. Đây là một điểm cộng tiếp theo. Tụ lọc nguồn của hãng Nichicon với dung lượng tụ là 15.000 microfarad một quả. Về dung nhan mặt trước nó còn tương đối. Nếu mà bới lông tìm vết mà đeo mục kính vào thì chắc nó vẫn có vết chày, nhưng mà chày sức nho nhỏ thôi. Ở góc mặt bên trái này, các bác để ý trong quá trình vận chuyển từ bên Campuchia về, nó có quàng quật chỗ này là có chày sơn này, và cái mặt này nó hơi vênh ra một chút, nhưng mà em lười em kệ, em để nguyên cũng không có nắn bóp gì cả. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến tổng thể, do vậy là thôi em cũng chẳng động nữa. Ở phía sau cái cốp này thì chúng ta có những cái phím chức năng, đó là cụm phím bên phần menu setup. Bên này là phần rì EQ, một cái mạch EQ tự động. Đây là cái cụm chỉnh âm sắc. Đây là chỉnh bass, chỉnh jack này. Đó, đây là nút cứng để tắt mở nguồn. Đối với chiếc này thì không cần remote, chúng ta vẫn có thể sử dụng được gần như là đầy đủ các tính năng. Bây giờ thì anh em chúng ta bắt đầu soi đến ruột gan của chiếc này. Mặt mũi có thể có một vài vết xước nhỏ nhỏ, nhưng mà ruột của chiếc này là nó đẹp lộng lẫy, đẹp ngang hàng mạ. Đơn giản bởi vì là em đã phải tuyển lựa đầu vào rất kỹ lưỡng. Vâng, em xin phép tạm dừng ở đây. Một lát nữa em sẽ quay trở lại. Vâng, xin quay trở lại với chiếc TXSA 706X. Các bác có thể thấy ngay là bộ ruột chiếc này còn rất sạch sẽ, còn rất đẹp. Ở trước mặt các bác đây là cái mền xử lý hỗn hợp đường HDMI, cũng như là đường optical in đầu vào. Cái con chip to to nhất ở trên cái mền bò này chính là con chip đồ họa bên phần HDMI. Ngoài ra thì còn một lô một lốc rất nhiều chip và những con tụ vỏ nhôm cao cấp ở đây. Ở góc này chúng ta nhìn thấy hai con chip DSP, đây chính là những cái con chip xử lý bên phần âm thanh đa kênh. Còn chip giải mã thì nó nằm khuất, em không nhìn thấy. Đây là cặp tụ lọc nguồn chính này. Đó, cái mên này là cái mên tiền khuếch đại. Những con sò nằm toàn bộ ở trên cái tản nhiệt này. Đây là tăng phô nguồn chính, nó khá lớn, xứng đáng với cái danh xưng 600W. Vậy là nhà sản xuất nó cũng không ghi láo đâu. Chiếc này có hai cái quạt tản nhiệt và ngày hôm nay em đã bỏ công sức ra để test hai cái quạt này khá là kỹ lưỡng. Khi cho âm ly đánh với cường độ cao
vánh căng tay trong vòng khoảng 30 phút thì cái đám sò này bắt đầu mới nóng lên. Phải công nhận là con 706 này Onkyo nó đã cân chỉnh lại phần công suất cực tốt. Đánh căng tay trong vòng 30 phút bắt đầu sò mới có biểu hiện nóng. Và lúc đó thì quạt bắt đầu khởi chạy. Cũng phải nói thêm với các bác là như thế này, người Nhật thì người ta bị ám ảnh bởi cái những cái thứ tiếng ồn. Khi họ nghe nhạc ở phòng thì có độ cách âm cực kỳ tốt. Do vậy họ rất ghét những cái tiếng ồn tạo ra xung quanh, ví dụ như những cái tiếng ồn của quạt này chẳng hạn. Do vậy những hãng sản xuất âm ly, người ta set up ra những cái con âm ly có quạt là chỉ khi nào nhiệt độ của những con sò nóng ra tay thì quạt bắt đầu mới khởi chạy. Đối chiếu với cái cách sử dụng của người Việt Nam ta là có nhiều cái điểm nó hết sức là bất cập. Do vậy em đã tiến hành ra tay độ cái quạt này chạy ngay từ đầu, chạy ngay từ vòng gửi xe. Công việc thì nó đơn giản lắm. Em lắp thêm vào đây một cái adapter. Quạt thì hai cái quạt này là quạt 9V. À xin lỗi các bác, hai cái quạt này là quạt 12V. Em lắp vào đây một cái adapter ra nguồn 9V. Như vậy là hai cái quạt này chạy ở cái tốc độ không mạnh quá mà cũng không yếu quá, chạy duy trì và chạy ngay từ đầu. Bởi vì là các bác một khi đã mua những cái con kiểu như thế này về chắc là sẽ không kéo loa nhỏ mà sẽ hồ hởi và phấn khởi đấu những cặp loa to tầm bass 25 vào đây, và sẽ mở chắc cũng không mở bé đâu. Chính vì thế, để đảm bảo cho cái vấn đề nhiệt độ trên công suất lúc nào nó cũng duy trì ở mức ổn định thì bắt buộc phải cho cái quạt này chạy ngay từ đầu. Đó, các bác có thể thấy là mạch còn rất đẹp, sạch sẽ, đẹp. Ở trên cái bộ tản nhiệt này là lắp tổng cộng 14 con sò than của hãng Toshiba, sò 1 vít. Tăng phô còn đẹp. Em sẽ dê cận gần hơn một chút để cho các bác nhìn những cái con chip ở trên cái bo xử lý hỗn hợp HDMI và Optical này. Những con chip có chữ silicon này là những con chip xử lý hình ảnh đầu ra và đầu vào. Ở góc đằng này là những con chip xử lý âm thanh. Đây là cận cảnh phía sau. Bây giờ anh em ta đọc thông số trước. Onkyo AV Kencher TXSA 706X. Công suất tiêu thụ nguồn 600W, điện áp sử dụng 100V, Made in Malaysia. Số seri nó nằm ở tít ở bên dưới cầu loa. Số seri của cái chiếc này có cái đuôi là 21375S. Là một cái chiếc đời tương đối cao, nó nhấn mạnh đến cái kết nối thời thượng HDMI. Chiếc này có tổng cộng đến 5 đường HDMI in và một đường out. Ở chuẩn 1.3A 1080p hỗ trợ hình ảnh 3D. Vâng, chính cái con chip to to bố này là cái con chip đồ họa dựng ảnh 3D đấy ạ. Kết nối quang optical được dán xuống phần thứ yếu. Do vậy nó có tổng cộng 2 đường quang vào, 1 đường quang ra, song hành cùng với 3 đường đồng trục coaxial in, giải mã 24 bit ở 192 kHz. Các kết nối rắc bông sen AV rất nhiều, cắm mỏi tay không hết được. Tín hiệu quang optical sau khi được giải mã sẽ được xuất ra ngoài theo giao thức Reout đầy đủ các kênh. Đây ạ, cái cụm mà bao gồm 8 rắc này ạ.
Ở đoạn sau video em sẽ trình diễn cái tính năng này. Làm một cái chiếc 7.1 thì nó cho phép kéo liền lúc 7 loa. Bao gồm hai loa chính phông, hai loa xúc rào thường, hai loa xúc rào bách và một loa ken trừ. Tất cả các cọc loa này em đã đều test cực kỳ kỹ lưỡng và đều kêu tốt. Ở cái đường loa xúc rào bách này em đã đưa về để đánh với vai trò loa chính cầu B. Đó. Nói như vậy thì chắc nhiều bác cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Bây giờ các bác cứ tưởng tượng thế này nhé. Các bác đang có một con âm ly cổ. Nó đánh cầu A, cầu B. Đó. Thế thì đối với cái chiếc này, loa phông chính là cầu A, loa súp rào bách chính là cầu B. Như vậy là các bác hiểu chưa? Chiếc này nó bố trí theo kiểu đối xứng. Đây là loa phông bên trái này. Đây là loa phông bên phải này. Đấy. Đây là loa súp rào bách bên phải. Đây là súp rào bách bên trái. Đây là loa súp rào bên phải. Đây là súp rào bên trái. Và nằm chính tâm này là loa ken trừ. Ví dụ như bác nào đang có một cái cặp loa hai cầu thì có thể phối ghép vào đây. Cầu trên, cầu trung trác thì đấu vào đường phông. Cầu dưới, cầu bát thì đấu vào đường súp rào bách. Nhà sản xuất đã setup sẵn sàng để cho những cái chiếc như thế này có khả năng đánh tốt những dòng loa hai cầu. Vâng, đây là vỏ nắp. Đồ hàng bãi thì không tránh khỏi những vết chảy xước. Có chảy. Đó. Có chảy, có móp. Nhưng mà như em đánh giá là cái vỏ này vẫn còn ngon, còn chấp nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì nó chảy sơn bên ngoài thôi, còn phía sau cái vỏ là còn đẹp. Chưa có hoen gì cả. Bây giờ thì em xin phép dừng video tại đây. Ở đoạn sau em sẽ test tính năng giải mã DAC và xuất rải ao của chiếc này. Vâng, bây giờ thì em xin test tính năng tiếp theo trên chiếc Onkyo TXSA706X. Đó là tính năng giải mã DAC và xuất rải ao bông sen. Chiếc này có khả năng giải mã 24 bit ở 192 kHz. Ở đường xuất bông sen nó cho phép chúng ta chỉnh bass, chỉnh check, chỉnh volume thoải mái, đồng thời còn cho phép chúng ta chỉnh cả EQ 7 giải âm nữa. Về cái chất lượng tiếng xuất ra thì những cái đầu được gọi là giải mã ở trong tầm giá 10 triệu không bao giờ có cửa sánh được với chiếc âm ly này. Bây giờ thì em xin mời các bác chúng ta vòng ra phía sau để xem qua một chút về cái trình tự đấu nối. Bác nào đang có ý muốn mua chiếc này hết sức chú ý này. Đây cũng chính là cái video để hướng dẫn cho bác đấy ạ. Em cũng xin nói thêm một chút về những cọc loa như sau. Bác nào nếu mua chiếc này khi đấu loa này, chú ý này. Cả đường súp rào, đường phông và đường súp rào bách đều có công suất bằng nhau. Nếu như bác có hai cặp loa công suất bằng nhau thì trong tầm bát 25, nếu loa cổ thì đến bát 30. Một cặp các bác đấu vào đường phông, một cặp đấu vào đường súp rào bách. Nếu có cặp thứ ba thì đấu vào đường súp rào. Nếu còn dư cái loa lẻ thì đấu vào đường ken trơ này. Sau đó là bật âm ly về chế độ đánh giả lập stereo tất cả các kênh. Ở trên mặt âm ly nó sẽ hiện cái chữ ALLCH stereo. Một lát nữa em sẽ chỉ sau. Các bác có thể thấy ngay ở trên cái chiếc 706X. Hiện tại em không đấu cái loa gì vào đây hết, bởi vì em đang coi nó là một cái đầu giải mã. Tín hiệu quang em lấy từ cái đầu đĩa mini nằm ở bên trên.
đưa vào một trong hai cái ngõ, ngõ quang đầu vào của chiếc 706X. Đây là ngõ quang số 2, định danh là CD. Đường xuất rè ao bông sen thì em lấy ở hai cái rắc trắng đỏ có chữ phông này. Đó, ở trên cái cụm rắc này bao gồm có 8 rắc. Ở trong một cái khoanh, nó đã khoanh và nó kẻ ô vuông, khác biệt hoàn toàn so với những cái cọc bên cạnh. Các bác để ý là hai cái cọc có cái chữ phông, hai cọc trắng đỏ có chữ phông chính là đường xuất rè ao bông sen. Từ cái đường này em dẫn nó xuống cái ngõ ao X của cái chiếc âm ly cổ ô tô nằm ngay phía dưới. Và em hiện tại đang đấu loa vào chiếc âm ly cổ ô tô. Trình tự đấu nối thì nó vô cùng đơn giản, nó chỉ có vậy thôi. Bây giờ thì anh em chúng ta bắt đầu vào việc. Chúng ta sẽ test đường quang trước. Em đã chuyển về ngõ CD và âm ly nó đã tự nhận biết là đã có đường quang vào nó và nó tự động nhận ra đây là đường DTS. Em vẫn sử dụng bài hát cũ cho nó khách quan. Trước tiên là volume này. Cái volume này thì giống hệt những cái đầu giải mã các bác mua về. Bây giờ em sẽ chỉnh bass, chỉnh check để các bác thấy cái sự khác biệt. Em giảm bass này. Cái chiếc ông ly này giảm bass nó sẽ ngắt tiếng. Đó, các bác thấy bass giảm về hết cỡ rồi. Tăng bass này. Nên em săn không nói một điều. Giảm check này. Người ta đó. Em check giảm tối đa rồi đấy ạ. Em bạc em tăng check này. Tay trắng thì lưu luyến gì. Volume này. Em vui đi em với cảnh huy hoàng. Mặc ai bao đêm mưa gió dầm mưa đi trong nhung nhớ. Để em vui người mới sang giàu. Chẳng giàu gì. Nói với các bác như thế này, những cái con như con 706X tầm này nó xuất rẻ ao thì không chê được đâu. Kể cả các bác mua những cái con đầu giải mã mà các bác thường thường các bác thấy là ghê gớm, ví dụ như là những cái con đầu như là Sony 222 rồi là Sony thậm chí cả 555, em nghĩ cũng không vượt mặt được qua cái con âm ly này đâu. Mà giá đắt hơn nhiều. Đấy là cái giá thị trường nó đắt vậy thôi. Chứ còn những cái con đầu ví dụ như là 222 của Sony hoặc là 555 ấy, cái giá mà lúc xuất xưởng nó rẻ hơn những cái con âm ly này rất nhiều lần. Nói thế để cho các bác hiểu. Còn bây giờ là do chúng ta, tất cả giá là do chúng ta. Ở chúng ta chuộng nó quá thì thương lái người ta phải đi lùng sục, người ta phải đi mua gom, người ta phải chấp nhận giá đầu vào cao để người ta mang về bán cho các bác, thì lúc ấy là tự dưng là giá của cái sản phẩm nó sẽ cao lên. Còn đối với những cái chiếc ông ly đa kênh kiểu như thế này, nó không phải dành cho những người tay mơ, những cái bác từ xưa đến nay thường xuyên vặn núm thì gặp những con này là sẽ bị đơ. Sẽ bị đứng hình khoảng nửa tiếng, không biết đằng nào mà bấm cơ. Vì những cái con đa kênh kiểu như thế này nó dành cho người sành, người có kiến thức. Bây giờ thì em chuyển về đường nghe điện thoại để coi khi nghe bằng điện thoại thì nó có cho chúng ta chỉnh bass, chỉnh check hay là không.
volume đã. Có khách đang nhắn tin cho em. Bây giờ thì em sẽ giảm bass này. Đó, giảm bass tối đa rồi đấy ạ. Tăng này. Giảm chắc này. Đó. Tăng chắc này. Tiếng cực sạch các bác ạ. Trong như nước suối luôn. Như vậy là em đã hoàn thành xong bản test. Và bây giờ thì em cũng xin kết luận như sau. Cho dù cái model này ở cái video trước em đã làm khá là kỹ rồi. Model đa kênh Onkyo TXSA706X là một chiếc thuộc phân khúc cao cấp, với cái giá xuất xưởng khá là cao và tầm trên 40 triệu Việt Nam đồng. Nó có khả năng giải mã DAC 24 bit ở 192 kHz. Hoàn toàn có thể sử dụng nó như một chiếc đầu giải mã DAC chuyên nghiệp và cao cấp. Cái đoạn test vừa rồi chắc các bác đã hình dung ra được rồi đấy ạ. Phần công suất thì nó sử dụng tổng cộng 14 con sò than Toshiba loại 1 vít. Và nó cho ra cái công suất Norman tầm 125W. Max có thể lên đến 200W cho mỗi kênh. Như vậy là nó đủ sức cân tất cả các thể loại loa bass 25, kể cả bass 25 karaoke. Nếu là loa cổ của Nhật, của Mỹ, của Âu thì nó kéo được đến bass 30. Và chiếc này đủ khả năng kéo liền lúc 3 cặp. Một cặp các bác đấu vào đường phông, một cặp đấu vào đường subround và một cặp đấu vào đường subround bass. Quạt em đã độ cho nó chạy rồi, âm ly chạy rất mát, yên tâm nhé. Chiếc này dù sử dụng vào mục đích nào cũng đều tốt cả. Muốn hát karaoke vô cùng đơn giản. Đấu vào đây một cái vang số, một cái vang cơ, cắm mic vào, đấu loa vào và thế là hát. Không có vấn đề gì đâu ạ. Vâng, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu, xin liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.